Hai Thì, Hai Thì đặc biệt là Sibo đã quay trở lại với kênh chuyên về trải nghiệm để chơi xe Hai Thì của kênh Thành Thạch. Thì hôm nay Thành Thạch mời anh em hãy cùng với Thành Thạch mình chọn full lại một con Sibo từ giọng mới trở về chọn full riêng. Thì mình sẽ vô những món quan trọng mà được nhiều anh em săn đón. Thứ nhất là ủng mưa gà, áo riêng, đồng hồ riêng, bình tay riêng, câm niềm riêng, bô ram bóng và lòng độ. Thì những món đó đều được rất nhiều anh em săn đón để vô con xe của mình, vì những món đó là những món quan trọng. Thứ nhất về nội công, thứ hai về tiếng nổ, và thứ ba về vẻ bề ngoài của nó. Tại vì á, hầu hết những anh em đam mê đều mong muốn rằng cái con xe là một cái niềm đam mê của mình mà theo mình hàng ngày, và đó là một cái niềm mơ ước. Thì lúc nào anh em cũng muốn nó đẹp và hoàn hảo hết. Thì Thạch cũng vậy, Thạch cũng là người đam mê, cũng giống như tất cả những em đam mê. Thì nói về đam mê thì chưa chắc Thạch đã đam mê hơn anh em, hoặc là anh em đã đam mê hơn Thạch. Đam mê đều có chung một niềm đam mê, mỗi người đam mê có một sự đam mê khác nhau. Thì hôm nay Thạch xin mời anh em hãy theo video clip này của Thạch để xem Thạch dọn một con xe trở về full gear. Thì bây giờ Thạch xin mời tất cả những em đam mê hãy hướng vào phần hình để xem những món đồ mà Thạch sắp sửa vô con xe. Xin mời tất cả những em. Thì trên màn hình anh em thấy Thạch thường xuyên săn những món đồ riêng này về để dành để trong nhà. Khi anh em cần, Thạch có chia sẻ lại với cho anh em. Hoặc là khi Thạch cần vô xe Thạch thì cũng sẽ có. Đầu tiên là cái bấm mỡ gà. Thì bấm mỡ gà, bứng mỡ gà là khi chúng ta nhìn đối diện nó sẽ trắng ngà, và chúng ta nhìn ngược nắng nó sẽ hiện ra màu vàng mỡ gà đó. Còn chúng ta nhìn ngược nắng thì nó sẽ trắng anh em ha. Và mấy cặp bứng mỡ gà này thường á thì nó đã đeo trên xe 20 năm rồi, thì bây giờ tìm một cặp mà đẹp mà mấp đồ chưa gãy á thì thật sự là không có. Phải có gãy, bứng nào cũng vậy. Đầu tiên là gãy hai cái bát bắt bằng nã trước. Đầu tiên con nào cũng vậy, hoặc là bị xé một khúc này. Những cái bứng riêng mỡ gà đều bị hết anh em ha. Tại vì đồ mũ mà đã qua 20 năm rồi thì lấy gì mà còn nguyên được, đúng không? Rồi, thì nó phải như vậy. Tiếp theo là cái đồng hồ ha. Và chiếc xe này mình sẽ vô lồng lỗ cách 1 120 anh em, lồng lỗ có 1.025. Mấy món đồ này thường Thạch trong tiệm lúc nào cũng có, tại vì Thạch phải có dự trữ ở trong cửa hàng của mình, là một người đam mê đều phải có những món đồ này để dự trữ cho tiền rồi. Và đây là cây bô ram. Cây bô ram này quan trọng là cái mặt tiền của nó chưa bị mốt, chày nhẹ ở đây xíu, bô riêng xe là phải chấp nhận điều đó. Cổ thì cũng còn ram anh em ha. Rồi, chưa móc mổ, đúng bô ram. Tiêu riêng đường thẳng băng trên dưới. Rồi, và một cặp niềng, cái sau 99, cái trước 11, cái sau là 3 số 9 tháng 9 năm 99, cái trước là 11 tháng 11 năm 99 vô con xe này. Đó, bữa nay mình vô con xe này mình chơi cho đã con mắt, mình nhìn sao cho nó phê người đam mê đó. Một cái yên bóng. Rồi, và full bộ áo riêng. Full bộ áo riêng anh em ha. Bộ áo này Thạch đã có chụp hơn khoe nè, bữa nay mình vô con xe này luôn. Mình sẽ về full 99 màu đỏ luôn của áo riêng anh em ha. Đây là thằng mình. Đó, một bộ áo này là đủ bộ full riêng cản như các thứ rồi. Thì bây giờ Thạch xin mời anh em hãy nhìn một con xe đã dọn full mới một lần nữa trước khi Thạch vô đồ riêng cho nó. Xin mời tất cả anh em nhìn ha. Dòng đi. Đầu tiên mình lựa chọn con xe như thế nào để mình về mình quyết định mình vô đồ riêng, thì đầu tiên một cây sườn phải thẳng băng,
phải thẳng băng từ trước ra sau từng chi tiết. Anh em nào biết chơi xe thì nhìn cái sườn này sẽ hiểu được vì sao Thạch nói là nó thẳng băng từ trước ra sau ha. Mời anh em xem. Như anh em đã thấy một cái sườn thẳng băng từ trước ra sau hết anh em ha. Ăn tổng diện thì cái quan trọng nhất của mà anh em chơi xe hiện thời bây giờ nè, cái quan trọng nhất luôn là tìm một cây sườn chưa đồng, sườn còn thẳng, đó là điều quan trọng nhất. Tại vì á, những cái thứ bên ngoài này á, tất cả luôn, những cái gì bên ngoài này mình đều có thể thay được hết trơn. Đặc biệt chỉ có cái sườn và cặp lốc giữa là mình không bao giờ thay được, còn tất cả những món khác là mình đều thay được hết. Mình muốn nó riêng đẹp cỡ nào cũng có hết, nhưng mà đặc biệt tìm một cây sườn mà nó còn đẹp chưa đồng, một điều đó là một điều rất khó. Đã khó rồi, tất cả những em chơi xe đều hiểu, tìm một cây sườn thẳng chưa đồng là một điều rất khó. Khó hơn nữa là một chiếc xe có sườn nước sơn viên đẹp thẳng băng từ trước ra sau lại càng khó. Tại vì có dù có mấy cái lốc ngoài này nè, nó bị ghẻ nhiều hay là nước sơn yếu đi nữa, đều có lốc tuyển lốc đẹp để mình vô. Còn sườn á, mà ghẻ nhiều quá động lại rồi thì làm sao thay được cái sườn. Tại vì số sườn nó đã dính trong sườn rồi, làm sao mà mình thay sườn được, không bao giờ thay sườn được. Chính vì tìm một xe mà cái sườn thẳng đẹp khó lắm, rất là hiếm. Cho nên Thạch quyết định chọn con xe này được cái sườn thẳng, và Thạch sẽ vô cho nó full riêng. Và Thạch biết một điều này, tất cả những em đam mê đều có một cách suy nghĩ và cách chơi khác nhau hết. Toàn bộ không ai giống ai, xã hội mà, 9 người 10 ý người ta thường hay nói vậy. Có người người ta thích cái chất riêng của con xe, sườn lốc riêng, cho dù nó cũ nó rẻ, nhưng mà có người ta rất là thích, thích cũ thích rẻ, thích nó rẻ chóc mà thích nó cũ vậy đó. Có người vậy. Còn có người suy nghĩ như vậy, cũ quá rẻ chóc quá thì nhìn nó xấu, trời mưa trời gió đâu dám lôi ra chạy, sợ lôi ra chạy nó ghẻ nó chóc nhiều hơn xấu hơn nữa là sao. Có người người ta suy nghĩ như vậy, và người ta chọn con xe đã sơn lại rồi thì giá trị nó sẽ xuống, làm đẹp lại thì người ta chạy về, người ta chạy xe đẹp tại vì người ta thích đẹp. Có người thì người ta thích cũ theo năm tháng, thích xấu mà thích ghim. Và một người nữa chơi đẳng cấp cao hơn, thích ghim mà còn phải đẹp nữa, ghim nước sơn ghim mà phải đẹp, sườn chưa ghẻ chóc nhiều mới hơi chạy chỉ hơi hơi thôi. Không phải là không có, có nhưng mà cực hiếm, đều có nhưng mà cực kỳ hiếm. Tìm con xe đó hơi bị khó, hiếm lắm. Tại vì em thấy thời gian năm tháng trôi qua, xe không chạy đậu không mà nó cũng bị ghẻ chóc tùm lum. Có những người người ta biết bảo quản thì vẫn còn những cái xe đó, mà những người người ta biết bảo quản thì làm gì người ta bán. Nhiều lý do xảy ra hy hữu này kia thì người ta mới bán. Thì những cái xe đó mình tìm mua nó rất là khó ở chỗ đó. Rồi thì bây giờ Thạch mời anh em hãy theo bước chân của Thạch, theo cái video clip của Thạch, để anh em mình cùng dọn xe cho nó về đẳng cấp riêng của nó ha. Xin mời tất cả anh em. Mới tháo trong xe ra anh em ha, đánh sạch là thấy nó là code 2 rồi, dư cái lồng Maki 120 code 2 semi-rin
semi rin của lòng Maki là có chữ. Họ hướng dẫn thêm anh em xem semi rin của lòng 1.2 Aki Singer. Thì nhắc lại với anh em là nếu như mà Singer thì cái dòng tròn này á, có dấu gạch nó hằn vô trong, khuyết vô trong là của Singer. Và 21D7 nó chữ sẽ lớn hơn, còn chữ 21D7 gạch 1 và dòng tròn khuyết lòi lên là lòng của Aki 1.2. Rồi bỏ qua bên, mình sẽ vô lòng lỗ phát 1.